Có những tội ác mà không ai dám tin đó là điều có thật. Vụ án người chồng Vũ Phu giết vợ rồi hại tiếp ông cậu vợ ở cái thôn nghèo Củi Lầy, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn là một vụ việc như thế. Người ta không thể tin nổi sao trên cuộc đời này lại có kẻ nhẫn tâm đã hại vợ, còn che giấu hiện trường và bỏ đi chơi, rồi lại đánh ông cậu vợ đến chết, bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ không biết báu víu vào ai. Phải đến khi lặn lội hàng trăm cây số từ trung tâm thành phố đến đây, chứng kiến cảnh cả thôn để tang cho những nạn nhân xấu số trong ngôi nhà bất hạnh, chúng tôi mới dám tin câu chuyện này là có thật. Chàng trai Triệu Văn Ngoan sinh năm 1985 và cô thôn nữ Mộng Thị Thủy sinh năm 1980, dù chênh nhau về tuổi tác nhưng đã mến nhau từ khi mới độ tuổi trăng rằm. Ngày xưa, anh Ngoan là một trai bản hiền lành, thường xuyên vào rừng hái củi, chăn trâu giúp đỡ bố mẹ. Còn chị Thủy, hàng ngày thường lên nương rẫy đào sắn, bẻ ngô. Rừng rộng lớn, cỏ xanh ngắt, đàn trâu to béo của anh ngoan ngoãn, cứ mãi gặm cỏ mà không chạy đâu xa. Những lúc rảnh rỗi như thế, anh Ngoan lại giúp chị Thủy, khi thì bẻ ngô, khi lại nhổ sắn. Hay gặp rồi đem lòng nhung nhớ, mối tình của hai người gắn liền với núi rừng, với cỏ cây hoa lá như thế. Đám cưới của đôi trai gái được tổ chức trong năm 2002, khi anh Ngoan mới 17 tuổi, còn chị Thủy 22 tuổi. Đám cưới thuộc dạng tảo hôn, vì anh chồng phải đến 3 năm nữa mới đủ tuổi. Nhưng rồi hai bên họ hàng cứ tặc lưỡi, thôi thì sớm xa không ai biết. Quan niệm xưa nay, khi lấy vợ phải lấy người ít tuổi hơn, và đã có người ngăn cản vì vấn đề này. Nhưng đôi trẻ đã gạt bỏ mọi thành kiến để đến với nhau. Ngày đó ai cũng nhận xét, con vợ hơn 5 tuổi mà thằng chồng cứ nhất quyết lấy, chắc nó phải yêu vợ nhiều lắm. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ cứ êm đềm trôi đi. Họ có với nhau hai đứa con kháu khỉnh, một trai một gái. Thế rồi cái nghèo cái đói cứ đeo đuổi họ. Trước khi chết, bố mẹ của Ngoan đã bán hết ruộng hết trâu, nên từ khi lập gia đình, vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng, không ruộng không trâu. Cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy với cây ngô cây sắn, và sau này là trồng thêm cây thạch sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn, nghèo đói, nên có lẽ con người cũng thay đổi tính nết. Từ một anh trai bạn hiền lành, ngoan hiền, thành người rủ chè bê tha, suốt ngày lang thang chơi bời mà không chịu lao động, bỏ mặc vợ với hai đứa con nhỏ. Mâu thuẫn gia đình cũng thường xuyên xảy ra từ đó. Ngoan biến thành kẻ phủ phu, suốt ngày rượu say, rồi đánh đập, lè nhè chửi bới vợ con. Bi kịch bắt đầu xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 8, 2011. Trưa ấy, Ngoan không biết đi đâu, mãi đến 12 giờ mới về nhà, với cái bụng đang sôi ùng ục vì đói. Cùng lúc ấy, chị vợ mới đầu tắt mặt tối, từ trên nương về đến nhà. Bụng thì đang đói, nhà thì không có cái gì ăn, gạo trong hũ cũng đã cạn hết. Ngoan bắt đầu dở thối hung hăng, la mắng vợ, trách chị Thủy là sao giờ này mới về, lại chưa cơm nước gì. Lời qua tiếng lại, người chồng côn đồ liền dùng cây nứa to bằng cổ tay, dài cả mét, liên tiếp đánh vào người, vào đầu vợ, đến khi nạn nhân tắt thở. Thấy vợ đã không còn cựa quậy, gã chồng độc ác, vì sợ bị phát hiện tội ác, nên hắn ngầm nghĩ và bắt đầu dựng hiện trường giả để đổ lỗi cái chết do nguyên nhân khác. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tên sát nhân bế thi thể vợ từ trên nhà sàn xuống dưới đất, cho mặt nạn nhân úp xuống, nắn đầu gối nạn nhân lại vị trí gần đầu, để người khác nghĩ rằng chị Thủy chết là do ngã từ trên sàn nhà xuống. Lúc này, hai đứa con của vợ chồng không ở nhà, mà đang chơi ở nhà bác gái, cách đó vài cây số. Nhà lại xa các ngôi nhà hàng xóm khác, nên hàng tiếng đồng hồ, sự việc không bị ai phát hiện. Dựng xong hiện trường, hắn nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà, đi nơi khác để dựng bằng chứng ngoại phạm. Anh Nông Văn Giáp, ngụ khôn Khủi Lầy nhớ lại, chiều hôm đó, anh thấy Ngoan vác một bao tải cây thạch đã phơi khô, đi bán ở chỗ gần ủy ban xã Cao Minh, rồi vào quán nước gần đó uống rượu.
Chính tôi cũng ngồi với thằng Ngoan trong bữa rượu chiều hôm đó. Khi ấy, nó tỏ ra bình thường, không thấy có biểu hiện khác thường gì cả. Vẫn cười nói, rượu chè rất vô tư, và chẳng ai tưởng tượng rằng nó vừa mới phạm tội ác động trời xong. Uống rượu xong ở đó, nó còn rủ tôi sang xã Đoàn Kết chơi, nhưng tôi không đi nên nó tự đi một mình. Anh Giáp nhớ lại. Vì nhà chị Thị ở sâu hút trong một cái khe rừng, nên dù chị chế từ trưa, nhưng mãi đến tối vẫn chưa có người nào phát hiện ra. Sau khi đã đi chơi bời, rượu chè cả ngày, đến rạng sáng ngày hôm sau, người chồng tàn ngát mới trở về nhà. Thấy xác vợ vẫn nằm ở dưới nhà, lúc này hắn tiếp tục diễn vở kịch do mình dựng lên bằng cách vờ hốt hoảng chạy đến nhà chị vợ cách đó khoảng 4 km, rồi nước mắt ngắn dài thông báo việc vợ mình bị ngã từ trên cao xuống nên chết rồi. Người chị nhớ lại, khi đó khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 8, chị thấy em rể gõ cửa nhà báo tin dữ là em gái mình đã chết. Chị hốt hoảng chạy đến hiện trường thì thấy xác em gái mình nằm cứng đơ dưới nền đất, mặt úp xuống. Tôi hỏi là cái Thị có bị ốm đau gì không thì thằng chồng bảo là không. Nó chỉ bảo là cả ngày nó đi chơi, tối về đã thấy vợ nằm dưới đất. Nó thanh minh ngay, không đánh đập gì vợ, mà vợ chết là do tự ngã từ nền nhà xuống, người chị thuật lại. Thế nhưng người chị cũng khẳng định rằng lúc đó dù trời tối nhưng chị vẫn đoán thoáng thấy những vết thương trên người, trên đầu em gái. Lúc đó tôi cũng ngờ ngợ chuyện em mình chết không phải do ngã, vì ngã thì không thể có những vết bầm tím như bị đánh được. Tôi cũng nghi ngờ em gái tôi chết là do chồng đánh, nhưng tôi không dám báo công an vì sợ Ngoan trả thù. Nó là tên liều lĩnh và hung ác lắm, mấy năm nay toàn rượu chè và đánh đập vợ con. Khi ấy nó cũng nhìn tôi gườm gườm như dọa nạt. Tôi sợ rằng tố cáo nó rồi đến ngày nó giết cả mình. Người chết thì đã chết rồi, nên tôi nén đau mà im lặng để còn nuôi con nuôi cháu, người chị nhớ lại trong nước mắt. Biết tin người thiếu phụ tội nghiệp chết là do ngã từ trên cao xuống, cả thôn khủi lại, ai nấy đều thương xót. Họ sống lại với nhau để cùng làm ma chay cho chị Thụy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết của chị Thụy tưởng dừng trôi vào quên lãng, thì khoảng 2 tháng sau, công an đến đào lại mộ chị Thủy khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận làm cả làng suýt chết đứng. Chị Thủy chết là do chồng giết. Vụ án tên Ngoan giết vợ chỉ bị phát giác khi hơn 1 tháng sau đó, tên sát nhân này nhẫn tâm hành hạ đánh đập ông Lương Văn Hả, 81 tuổi, là cậu ruột của vợ, và dẫn đến cái chết của ông lão. Ông lão vốn làm nghề bốc thuốc nam, chữa trị bệnh tật, làm phúc cho rất nhiều người trong vùng. Ngày 15 tháng 10, sau khi đi vào rừng tìm thuốc, ra đến bìa rừng thì ông lão gặp cháu rể. Trước đó, vì đã nghe chị gái nạn nhân kể rằng có thể người cháu gái mình chết là do bị chồng đánh, nên khi gặp cháu rể, ông cũng muốn hỏi han, xác minh về nguyên nhân sự việc. Lời qua tiếng lại ít câu, gã cháu rể lại dở thối côn đồ, dùng gậy đánh cho ông cầu một trận tơi bời. Hắn đánh đập, lôi kéo, giằn xé ông lão đến gần 15 phút. Có lẽ hắn sợ người nhà vợ trình báo công an, nên hắn mới đánh ông lão để răn đe dằn mặt. Hả hê cơn điên, tên sát nhân bỏ ông lão lại ngoài bìa rừng, mặt nạn nhân đau đớn. Tuổi hơn 80 nên không chịu đựng được những đòn đau của đứa cháu rể bất nhân, ông không đi được nữa mà nằm lại ven đường. Tưởng là sẽ gượng dậy được, nhưng ai ngờ ông nằm xuống mãi mãi. Trẻ chăn trâu đi ngang thấy ông lão râu tóc bạc phơ nằm đó, chúng tưởng ông nằm nghỉ ngơi nên còn bẻ mấy cành cây ven đường về che mát cho ông lão đỡ bị nắng chiếu vào. Mãi đến tối mịt không thấy ông cụ về, gia đình mới cuống cuồng đi tìm và thấy ông nằm thoi thóp cạnh bìa rừng. Sức ông đã yếu lắm, chỉ thều thào được ít câu về việc bị thằng cháu đánh dã man. Một tuần sau đó thì ông lão qua đời. Đã mất con gái, nay lại mất thêm một người thân, chỉ vì những đòn thù của đứa con rể ác như loài hổ báo. Lúc này người nhà mới tìm đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Sau một ngày tìm kiếm, công an đã tóm được Ngoan khi hắn đang lẩn trốn ở nhà một người họ hàng ở xã kế bên. Tại cơ quan công an, Ngoan cúi đầu nhận tội về hành vi đánh ông Hả. Đồng thời, cơ quan công an cũng nhận được đơn phản ánh về cái chết bất thường của vợ hắn trước đó, nên các trinh sát và điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội BC45 công an tỉnh Lạng Sơn đã hỏi cung về cái chết của vợ hắn. Sau một hồi vòng vo chối cãi, Ngoan khai đã đánh vào người, vào đầu vợ. Từ lời khai này, cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy người vợ tội nghiệp bị nứt sọ não do bị đánh mạnh vào đầu nên dẫn đến cái chết. Sau chuỗi lại lời khai của tên Ngoan và những nhân chứng khác, cộng với kết luận về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, sau khi khai quật, khám nghiệm tử thi, đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi giết vợ của Triệu Văn Ngoan. Trước những bằng chứng cụ thể, cuối cùng Ngoan đã cúi đầu nhận tội. Trưởng thôn Nông Văn Truyền buồn rầu nói với chúng tôi: bản có 17 hộ gia đình, nhưng sau vụ án coi như một hộ đã bị xóa sổ, giờ thôn chỉ còn 16 hộ thôi. Gia đình ấy giờ con cái loạn lạc, gia đình tan hoang rồi, coi như xóa sổ cũng đúng, giờ chỉ còn cái nhà hoang. Ngập ngừng một lúc, anh Truyền kể tiếp cho chúng tôi nghe những câu chuyện rùng rợn mà như anh nói, từ thuở khai sinh lập địa chưa từng có ở vùng này. Sau những sự việc kinh hoàng xảy ra, người dân trong bản không ai bảo ai. Cứ trời vừa nhá nhem tối là họ cử đóng then cài, không ai dám ra đường dù nửa bước. Họ truyền tai nhau câu chuyện rùng rợn về những người đi làm nương về muộn, thường bắt gặp hình ảnh một cụ già râu tóc bạc phơ thấp thoáng bên bìa rừng. Tuy nhiên, khi bọn họ bạo gan tiến đến gần để xem ông lão là ai, vì sao còn ở đây vào giờ này, thì không sao đuổi kịp. Cho đến khi hình ảnh ông lão khuất dần rồi biến mất sau bìa rừng âm mưu không một bóng người. Nhiều người sống gần ngôi nhà xảy ra án mạng còn kể rằng, vào những đêm trăng mờ hay những đêm mưa phùn gió bấc, họ còn nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc than ai oán từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Từ đó, không chỉ ban đêm mà ngay cả thanh thiên bạch nhật, khi ngang qua ngôi nhà bỏ hoang sâu thẳm án, dân trong bản vẫn rùng mình sợ gáy.